ngon xoắn lưỡi. Em ơi, nếu em muốn cảm giác ấm áp thì hãy đi tìm mùa hạ, còn nếu em muốn tìm cảm giác lạ thì hãy về bên anh là Henry Bảo. Nếu em cần một thông dịch viên, đừng tìm đâu xa, có anh đây. Em muốn đi đâu? Mỹ, Pháp, Tây Ban Nha, Trung Quốc hay Hàn Quốc? Em ơi, nếu em muốn cảm giác ấm áp thì hãy đi tìm mùa hạ, còn nếu em muốn tìm cảm giác lạ thì hãy về bên anh là Henry Bảo. LGBT, our team has been single. You're fine. I mean, come on. Open it. Nhiều hộp quá, nhiều hộp quá. Oh my god. Oh my god. Wow. 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 No. Sorry, Carl. Sorry, Carl. You're handsome. 저 안 오고 대. Hello. 안녕하세요. 안녕하세요. I'm single. Hi. I'm single. Okay. Chào bạn. Xin chào anh Thành. Giới thiệu với mọi người về bản thân mình đi ạ. Hello. 안녕하세요. Sorry, Carl. Dạ, xin chào em. Chào chị Minh Tú. Ôi. Dạ, chào Minh Tú. Minh Tú còn bé lắm, tại vì Minh Tú hơi dài hơn những cô gái bình thường chút xíu, cho nên anh đừng gọi Minh Tú bằng chị, em ấy tổn thương nha. Yeah. Anh là ai? Anh đang làm việc như thế nào? My name is Henry Bảo, I'm Vietnamese American from New York. Wow. Wow. Việt Kiều. Anh was born in New York or Henry ở Việt Nam và lúc thiếu niên thì Henry đi nước ngoài. Yeah. Chủ yếu là ở Mỹ nhưng mà có 5 năm ở Anh, Pháp và Singapore.
Rất là tự hào là một công dân toàn cầu gốc Việt Nam mà. Anh ơi, chắc sắp tới anh ở Thái không anh? Tuần sau anh đi Thái Lan. Yeah. Oh my god. Come you know on, what? Time is your time. I'm not lying. Next week I'm so free. Phuket and Bangkok. Oh my god. So perfect. I pick you up from the airport. Okay. Vậy thì anh là nhóm nào trong bốn chữ đó ạ? Henry vẫn có thể rung động trước một người con gái. Yeah. Là bisexual. Bisexual. Oh yeah. Oh my god. Even more interesting. Me and you. Okay, only for me for weekend, and you can just normal day, okay? Okay. Maybe only one or two days, okay? Yeah. Okay, my Tom, let me tell you the truth. Okay. He gonna spend hours with her. Oh my god, you're so fast. Cái mối tình mà với con gái trước đây là khi nào và nó xảy ra như thế nào? Henry trước đó có hai bạn gái và cũng có hai bạn trai. Thật sự là mình rung động trước một cái vẻ đẹp về tâm hồn của một người nhiều hơn là giới tính của họ. Dạ. Mỗi một người phụ nữ đó là anh yêu họ trong bao lâu? Một năm mà. Mỗi một mối tình là một năm. Bạn nói ở Pháp. Ồ, anh cũng ở New York rồi bây giờ bay qua Pháp nữa. Je parle français aussi. J'ai vécu à Paris pendant un an. Oh my god. What you do exactly? Henry bị là cố vấn của quỹ đầu tư. Wow. Và là giám đốc ở một công ty giáo dục quốc tế. Wow. Nhưng mà gần đây thì về Việt Nam thì những cơ hội mới trong truyền thông có mở ra thì mình là một MC ở Việt Nam nữa. Oh. Lots of joy. Really, take me, please. Thực ra gặp anh Thành hôm nay là fanboying really hard. I really admire you, man. Thank you, anh. Bây giờ thầy muốn hỏi để anh chia sẻ, khi anh yêu một người phụ nữ, từ cái cột mốc nào anh chuyển sang yêu nam và làm sao để anh nhận ra cái điều đó? Năm 2011, Henry ở Paris. Lần đó thì bạn gái của mình là người Pháp. Và có một cuối tuần đó thì mình khá là free, nên mình quyết định tới Amsterdam. Thì mình gặp được cái người Hà Lan. Người đó là giúp mình nhận ra là mình có thể yêu nam. Anh có mối tình với him không? Hay là chỉ là bạn bè? Hồi đó là bạn trai trong vòng 2 năm. Oh, dạ. Yeah. Thật ra thì chia sẻ với mình trên truyền hình đó, cũng hơi là rung. Dạ. Yeah. Tại vì hồi đó khi mà Henry ở Việt Nam thì chưa có cởi mở như vậy. Dạ. Yep. 20 năm về Việt Nam thì thấy cái sự chấp nhận, yêu thương của cộng đồng thì thực sự rất là cảm động. Vì sao mình phải giấu rồi những cái khó khăn, những cái áp lực như thế nào, anh có thể chia sẻ để mọi người hiểu rõ hơn ạ? Hồi đó thực sự là mình mặc cảm. Nhưng mà khi mình sống ở New York, sống ở Paris, sống ở Singapore, sống ở San Francisco rất là nhiều năm, thì mình thấy là mọi người rất là đón nhận và cởi mở về việc này. Mình bắt đầu yêu bản thân nhiều hơn. Và mình thấy là tất cả chúng ta đều nên yêu bản thân. Anh đến với chương trình là vì điều gì? Bởi vì mình muốn chia sẻ cái thông điệp là all the colors are beautiful, and if you feel ever feel ashamed or you know you don't love yourself, you should step up and you love yourself because you are all beautiful. Oh my god. Xã hội này ngày càng phát triển và tâm lý của con người ngày càng phức tạp, thì thành thử ra là nó có rất là nhiều những thể loại về cảm xúc, về nhận thức, cũng giống như là có nhóm máu A, có nhóm máu B, có nhóm máu O. Mỗi một nhóm người họ có một cái đặc tính riêng, họ cũng yêu thương một cách rất là bình thường. Chỉ là cách họ yêu thương, chúng ta nhìn chưa có quen so với trước đây mà thôi. Người ấy là ai?